Dù đã ngừng bán và nhường vòng đời của mình cho người anh em LX600, nhưng những chiếc Lexus LX570 đời cũ vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng Việt. Độ giữ giá siêu đỉnh của mẫu SUV hạng sang này cũng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Cụ thể, trên thị trường xe cũ hiện nay những chiếc Lexus LX570 đã qua sử dụng đời 2017 được chào bán, với giá từ 5 tỷ 650 triệu đến 5 tỷ 750 triệu khi lăn bánh loanh quanh hơn 7 vạn km. Tại thời điểm mở bán mới vào năm 2017, giá xe LX579 hãng được niêm yết ở mức 7 tỷ 810 triệu. Như vậy, sau khoảng 6 năm lăn bánh với lăn bánh đã chạm ngưỡng 8 vạn km, chủ nhân của chuyên cơ mặt đất chỉ lỗ hơn 2 tỷ. Từ những hình ảnh đăng tải trên hệ thống tin giao bán xe cũ có thể thấy, Lexus LX570 cũ đời 2017 vẫn giữ được vẻ ngoài khá mới, với những đường nét thiết kế mạnh mẽ, đầy uy lực, đúng chất SUV đầu bảng đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình con suất cỡ lớn đặc trưng. Đi cùng với đó là cụm đèn pha ba bóng LED, đèn chiếu sáng ban ngày LED tạo hình chữ L, ốp đèn sương mù mạ chrome hình boomerang. Thân xe với những đường nét thiết kế dập nổi đầy cơ bắp cùng bộ la răng cỡ lớn, lên tới 20 in, người chấu đơn bản rộng. Gương chiếu hậu trên xe có tính năng chống chói, sấy và tự động cụp khi lùi, tích hợp đèn báo rẽ LED. Trong khi đó, đuôi xe gây ấn tượng mạnh với đèn hậu hình chữ L bắt mắt sự xuất hiện của các thanh kim loại ở phía chân cốp và cản sau không chỉ giúp hoàn chỉnh sự mạnh mẽ của SUV đầu bảng, mà còn tôn lên vẻ cao cấp đúng chất thương hiệu xe sang. Không hổ danh chuyên cơ mặt đất với mức giá lên tới hàng tỷ đồng, bên trong khoang nội thất là cả một không gian xa hoa với hàng loạt công nghệ tiện nghi tiên tiến. Khi mua xe, chủ nhân sẽ được tận hưởng hàng ghế da cao cấp với ba màn hình giải trí, cho cả ghế trước và sau dạng cảm ứng. Các chi tiết ốp gỗ cao cấp Saimam Oku xuất hiện tại nhiều vị trí khác nhau bên cạnh đó là loạt tiện nghi xa xỉ khác, như đèn LED cảm ứng ở khu vực trần xe, cửa sổ trời, sạc điện thoại không dây, hộp làm mát, chức năng hát hiển thị thông tin lên kính lái, hệ thống điều hòa Climate Cancie, tự động bật tắt chế độ sưởi hàng ghế sau tự sưởi ấm vô lăng, âm thanh vòng 19 loa maxle Vinson, hệ thống loa 3 chiều ở hàng ghế trước. Hàng ghế sau tích hợp màn hình giải trí độ phân giải cao cỡ 11.6 in. Động cơ V8, dung tích 5.7 lít cho công suất 367 mã lực, mô men xoắn cực đại 530 Nm kết nối, với hộp số tự động 8 cấp cùng 5 chế độ lái. Ngoài ra, chiếc SUV đầu bảng còn được trang bị chế độ lựa chọn địa hình multi terrain Select, giúp chinh phục những đoạn đường hiểm trở gập gành một cách dễ dàng. Theo đánh giá từ người dùng thực tế và giới mua bán xe cũ, LEXSelt LX572 2017 đã qua sử dụng hiện vẫn là một mẫu SUV tốt, mang tới cảm giác lái êm ái, đẳng cấp và khả năng off-road vượt trội. Dù đã có tới 6 năm lăn bánh nhưng LX570 ở thời điểm hiện tại vẫn là lựa chọn chỉ dành cho các đại gia khi có giá bán bằng cả căn chung cư cao cấp.